Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với kênh Em Channel. Hôm nay con đi chợ Việt Nam, chia sẻ với cả nhà mua được những gì và giá bao nhiêu ha. Đây, nước dừa của Thái Lan giá là 28.000 Việt Nam một bịch. Con này tép nhỏ nhỏ 105.000 tiền Việt Nam của mình á. Ở đây tàu hũ 4 miếng 50.000. Cỡ này rau câu một bịch 35.000. Rau câu này rau câu giòn. Bánh đa này bỏ vô màu quay 1 phút là ăn được, giống như mình nướng bình thường vậy đó, 48.000 một bịch. Một bánh xèo hương xưa 35.000 một bịch. Bún này size XL 21.000 một bịch. Con mua đang nấu bún riêu nè. Cá bông cát làm sạch 88.000 một bịch, có bịch 5 con, có bịch 6 con. Một bịch này có 400g à. Còn cá kèo, một bịch cá kèo này cũng 400g 81.000 Việt Nam. Hai con cá nục bông này 138.000. 138.000 mà coi một ký mấy á, 6 đồng 38, gần 138.000. Quýt tươi một hũ là 46.000 á cả nhà. Nước màu dừa của Bến Tre con mua 50.000 một hộp, này là 300g. Cho mẹ quen chút đi con. Em cắm con gà ra. Còn nước sữa này 30.000 một hộp. Cà chua con. Nước cốt dừa này ngon nè, 35.000 một hộp. Một hộp này 400ml. Con này bột niêm canh chua 7.000 một bịch. Cá hả con? Ừ.
tôi gọi này cho khoảng một, cho bên mình một ký, khoảng 150.000. Ở bên này 2 phao một ký là bằng 150.000. Còn này lỗ tai heo nửa ký thì 39.000 một ký, là 80.000. Lỗ tai heo con. Còn bắp chuối, cả nhà thấy tội nghiệp đó chứ không? Cái bắp chuối này 76.000. À, bắp chuối đó con. Cà chua 3 trái 32.000. Con cầm cái cà chua của mẹ hả? 3 trái 32.000 cả nhà. Đừng muốn cá xay của mẹ, con xay của mẹ. Mẹ chút xíu nữa. Còn bịch giá này nè cả nhà, 54.000. Mẹ mượn mông cá một chút hay con. Trời ơi, quậy kìa. Bịch giá đó 54.000. Còn bịch da heo này cũng 30.000. Cho mấy nhỏ ha, cũng 30.000. Ơi, em mông cá đừng phát của mẹ. Mỗi cái con mua hai bịch, vậy đó, mình đưa lên từng bịch cho cả nhà coi ha. Cái bãi, chiến trường đi chợ về đó đó em cá sẽ nó dưa leo đó con cá. Giả bộn dưa leo kìa, thấy ghét không? Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của con nha. Chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe nha. Bye bye.